Nữ điều dưỡng Bệnh viện nhiệt đới Trung ương bị bệnh nhân điều trị COVID-19 tấn công. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã có mặt kịp thời để can thiệp. Bệnh viện đã báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Chiều ngày 15 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết một nữ điều dưỡng của bệnh viện trong quá trình làm việc đã bị bệnh nhân COVID-19 tấn công. Theo đó, sự việc xảy ra tại khoa nội tổng hợp thuộc cơ sở 2 đóng trên địa bàn xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Thông tin ghi nhận bước đầu là nam bệnh nhân đang cách ly, điều trị COVID-19 tại khoa đã to tiếng chửi bới, sau đó có dùng tay tấn công nữ điều dưỡng. Vị lãnh đạo bệnh viện cho hay, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã có mặt kịp thời để can thiệp. Đến nay, bệnh viện đã báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận định nguyên nhân có thể do trạng thái tinh thần của bệnh nhân không ổn định, bị kích động sau một thời gian dài phải cách ly điều trị COVID-19. COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan, tại nhiều địa phương đã lập chốt kiểm soát tại cửa ngõ của thành phố. Mới đây, một lễ ăn hỏi đúng chất thời dịch bệnh đã diễn ra tại chốt kiểm soát dịch giữa chú rể ở Đà Nẵng và cô dâu ở Quảng Nam. Ngày 14 tháng 5, anh Mai Thanh Sang, bí thư huyện đoàn Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng ngày 13 tháng 5, 6 người trong gia đình nhà trai ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, gồm chú rể, ba mẹ và người thân từ thành phố Đà Nẵng đi lên xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc để chào xính lễ ăn hỏi cho phía nhà gái. Khi qua chốt kiểm dịch do tỉnh Quảng Nam thành lập tại ngã ba Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, gia đình nhà trai được lực lượng làm việc tại chốt yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định. Các cán bộ tại chốt sau đó phát hiện thân nhiệt của chú rể hơi cao so với bình thường, nên lực lượng gồm công an, y tế, đoàn thanh niên đã hướng dẫn khuyến cáo vận động nhà trai không di chuyển qua chốt. Thay vào đó, nhà trai liên hệ với phía nhà gái để tổ chức chào xính lễ tại chốt kiểm soát dịch. Gia đình nhà trai sau đó đã liên hệ với nhà gái và được thông cảm chấp nhận. Sau đó, đám hỏi của chú rể có tên NCC và cô dâu TTH đã được tổ chức ngay tại chốt kiểm soát dịch ngã ba Đại Hiệp trong không khí vui vẻ, hạnh phúc, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này bà con diêm dân tại vùng sản xuất muối Tân Thuận, huyện Đầm Rơi, Cà Mau đang bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù đầu vụ giá muối không cao so với những năm trước, nhưng bà con diêm dân nơi đây vẫn hy vọng vụ muối trong năm mới này sẽ được mùa, được giá. Xã Tân Thuận là nơi sản xuất muối lâu đời và duy nhất của tỉnh Cà Mau. Trong đó thì ấp Lưu Hoa Thanh là nơi sản xuất tập trung của xã với diện tích gần 170 ha. Đến nay có gần 60 hộ diêm dân gắn bó với nghề làm muối, năng suất bình quân mỗi năm từ 60 cho đến 70 tấn muối trên 1 ha. Nghề làm muối nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết thuận lợi và giá thu mua từ thương lái. Giữ gìn và thừa kế nghề làm muối của gia đình hơn 30 năm, anh Võ Minh Vương tiếp tục vụ sản xuất với diện tích 3 hectare. Do mùa mưa năm trước kết thúc muộn, các khâu chuẩn bị được thực hiện trễ hơn một tháng, nên đến thời điểm này, anh Vương mới thu hoạch được 500 giạ muối. Giá muối năm nay cũng không cao, chỉ 30.000 đồng một giạ. Nguyên nhân là do vụ muối năm trước trúng mùa, năng suất cao cùng với sản lượng khai thác biển, nhu cầu tiêu thụ muối không nhiều nên năm nay giá muối bị sụt giảm. Như người dân mình làm thì do hợp tác xã là như cái mức giá mình bán được ổn định á thì mình vô. Ví dụ mà bây giờ này giá như một năm 40.000 thì mình cứ theo giá đó làm hoài thì được. Sợ vô rồi cái như mình bán không được á, rồi như theo cái hợp tác xã người ta đưa lại thì bán nhiều bán được cái đó, mình sợ cũng sợ vụ đó. Đôi khi mưa nắng vậy, nắng thì dắt trưa gì nào, thấy nắng nôi gì nào mình cũng đẩy làm muối đẩy vô như nãy. Còn như mưa thì giờ nửa đêm mưa cũng chạy ra cào nữa. Những năm trở lại đây, ngoài những hộ diêm dân sản xuất muối theo phương pháp truyền thống bằng đền đất, còn một số hộ đã mạnh dạn đầu tư mô hình làm muối trải bạt, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình như gia đình anh Dương Thanh Hải, ngụ ấp Lương Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Rơi. Năm 2019, anh Hải đầu tư 130 triệu đồng vốn để trải bạt trên ruộng muối gần 3.500 m², giúp giảm nhân công làm đất, muối. Sau khi thu hoạch trắng hơn, năng suất muối đạt cao hơn từ 10 đến 12% so với phương pháp truyền thống. Muối trải bạt cũng được bán với giá cao hơn, 5.000 đồng một giạ so với muối trên nền đất. Thị trường đầu ra thì ổn định, cũng không có
coi như là lượng muối lên thì bà con cũng tiêu thụ được hết. Thấy mô hình làm muối chải bạt có hiệu quả, năm nay thì ông Dương Văn Minh quyết định đầu tư 200 triệu đồng làm muối chải bạt trên diện tích 5.600 m². Những năm trước ông Minh làm muối trên đất đạt năng suất 62 tấn một hecta. Mặc dù năng suất muối truyền thống đạt khá cao, nhưng ông Minh vẫn mong muốn hạt muối làm ra được nâng cao giá trị hơn nữa trên thị trường. Muối truyền thống thì nó đen thì nó mất giá thấp hơn 5.000 đó, vậy đó. Giờ mình trải bạc thì mình được cái khâu mình không có lăn khuôn, chứ không có dọn khuôn, mình chỉ dọn nhẹ nhẹ thôi à. Tư thì cũng cao đó, mét bạc vậy là tới 35.000, cưa chuộng, cái đó là chuộng nhiều luôn á, thích nhiều lắm. Vì trắng đẹp mà sạch nữa. Còn truyền thống thì nó có dính đất thì nó đen được, nó đâu có sạch đâu. Thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận tập trung tuyên truyền vận động bà con diêm dân tham gia thành lập hợp tác xã, tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra tiêu thụ để giúp diêm dân làm muối nâng cao thu nhập, tiếp tục gìn giữ và phát triển nghề làm muối, góp phần xây dựng thương hiệu muối Tân Thuận, nâng cao giá trị hạt muối Cà Mau. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày càng diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài và đường xá vắng vẻ, hàng quán đóng cửa. Lợi dụng điều đó, các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng hoạt động với hình thức thủ đoạn tinh vi và táo tợn hơn. Chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, hàng loạt vụ mất cắp đã liên tiếp diễn ra. Lực lượng công an trên toàn thành phố vừa phải căng mình chống dịch, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn đấu tranh với loại tội phạm này. Đêm ngày 8 tháng 5 năm 2021, Công an quận Hải Châu phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một công trình trên địa bàn quận Liên Chiểu. Rạng sáng ngày 9 tháng 5, Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang bắt giữ một đối tượng trộm cắp hàng loạt gốc mai cảnh với trị giá hàng trăm triệu đồng. Liên tiếp trong nhiều ngày, từ đầu tháng 5 đến nay, người dân trên địa bàn thành phố vô cùng bức xúc vì tình trạng trộm cắp đang ngày càng gia tăng trong thời điểm dịch COVID-19. Sáng ngày 3 tháng 5 khi anh thức dậy thì anh phát hiện hai cây mai của anh tầm trị giá khoảng 15 triệu đã bị kẻ trộm mà đột nhập vào nhà nhổ. Nhưng mà anh cũng rất là bất ngờ, kẻ trộm rất là manh động, tường rào là cao gần 2 mét. Nhưng kẻ trộm nhổ bỏ chạy, qua xem lại camera thì anh biết là kẻ trộm đi tầm 3 đến 4 người. Với quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, ngay từ những diễn biến đầu tiên của dịch bệnh, Công an toàn thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Vì vậy là cái lực lượng công an chúng tôi là thường xuyên trực chiến 100%. Tổ chức cái tổ tuần tra gồm có 2 đồng chí công an, 2 đồng chí dân phòng và 2 đồng chí dân quân. Thường xuyên đi vào các buổi tối một ngày 2 ca, mỗi ca là 3 tiếng đồng hồ. Để mà đi tuần tra kiếm địa bàn nhằm là phát hiện các vụ việc vi phạm để mà xử lý, đồng thời là phòng ngừa, không để cho các đối tượng trộm cắp có thời gian để hoạt động. Đồng thời với việc tuần tra khép kín địa bàn, lực lượng công an các đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền giúp người dân nhận diện các thủ đoạn và nâng cao cảnh giác. Lực lượng công an phường phối hợp với lại lực lượng dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố kết hợp tuần tra 8394 các tiến trên địa bàn công an phường và mật phục tại các địa điểm mà các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội, như là các cơ sở là đóng cửa thì không có lực lượng bảo vệ nên sự quản lý rất là lỏng lẻo, thì các đối tượng thường lợi dụng vào những các cơ sở kinh doanh này để thực hiện hành vi phạm tội. Tất cả các bộ chiến sĩ công an phường đã là đồng loạt ra quân 100% quân số và với quyết tâm cao nhất, đó là vừa đảm bảo được công tác phòng chống dịch và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Khi nào mà lực lượng công an mà tới nhắc nhở thì cô cũng là tuân theo như vậy, làm theo sợ cái vấn đề mà trộm cắp tội lại thì cũng là đóng cửa đồ đàng hoàng. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng cảnh sát, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, phát huy tin báo tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh.